quý vị, chúng ta vừa đến với một ca khúc, đó là cũng món quà của Thanh Thùy cùng với Như Quỳnh gửi tặng tất cả quý vị khán giả thay cho lời chào của các host thực hiện chương trình ngày hôm nay. Và như vậy một lần nữa xin cảm ơn tất cả sự quan tâm yêu thương của quý vị. Có một quý vị khán giả đang nhắn trên fanpage của Đêm Thành Phố rằng là còn thiếu một chương trình đó nha các host, đó là chương trình Bí Mật Nam Giới. Vâng ạ, chưa thiếu đâu anh, tại vì Như Quỳnh để cho anh nhắc, bây giờ Quỳnh mới nói. Đó là chương trình Bí Mật Nam Giới vào tối thứ ba cũng trong khung giờ từ 22 giờ đến 23 giờ cũng trên FM 95.6 MHz. Như vậy là chúng ta có 3 chương trình để có thể tương tác về khuya, đó là từ 22 giờ đến 23 giờ, chia sẻ tâm sự của mình, nỗi lòng của mình. Thì quý vị có thể đến với tâm sự đêm khuya từ 22 giờ đến 23 giờ tối thứ năm, tức là tối nay, hoặc là hạnh phúc trong tầm với là tối thứ sáu cũng từ 22 giờ đến 23 giờ. Còn với các quý ông quý anh, nếu như có những chuyện khó nói về tâm sinh lý thì mình có thể kết nối cùng chương trình Bí Mật Nam Giới vào từ 22 giờ đến 23 giờ, cùng với các host là Quốc Tuấn nè, rồi Khải Nguyên, hoặc là Kim Liên, hoặc là Lê Nhi quý vị nha. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Đêm Thành Phố cũng đã hết. Thực ra thì chỉ còn một phút nữa thôi. Chúng ta muốn nói lời yêu thương gì với thính giả là giờ Nhã Quỳnh nói đi nè. Chúng ta hãy cứ yêu nhau đi ạ, cứ thương nhau đi. Bởi vì khi yêu, khi thương là chúng ta sẽ lan tỏa được những điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Và chúng ta cũng sẽ là những cái nhân tố tích cực nữa, bởi vì chúng ta là một gia đình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Xin mến chào các thính giả của chương trình Kiến Trúc Xanh ngày hôm nay. Chương trình được phát sóng định kỳ từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ các buổi chiều thứ ba và thứ năm hàng tuần trên tần số AM 610 kHz, Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH. Ngay thời điểm chương trình phát sóng thì quý vị có thể truy cập vào trang web www.voh.com.vn để nghe live trên toàn cầu. Số điện thoại để các thính giả tương tác với chương trình 0283911875. Và thưa quý vị, trên tần số FM 95.6 MHz, kênh giao thông đô thị, quý vị có thể đón nghe vào buổi tối cùng ngày. Thưa quý vị, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cùng với các sở ngành liên quan đã khởi công khôi phục, nâng cấp công viên trước Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, việc khôi phục lại công viên trước Nhà hát Thành phố quận 1 với quy mô diện tích tương đương trước đây là việc làm hết sức cần thiết nhằm bổ sung tăng thêm diện tích mảng xanh, nét đẹp đô thị tại khu vực nội thành. Đồng thời, công viên cũng là nhịp nối giữa các không gian công cộng, góp phần quan trọng trong việc chỉnh trang diện mạo của trung tâm thành phố. Việc tạo mảng xanh, công viên văn hóa có ý nghĩa chính trị, xã hội và du lịch là nét đẹp không thể thiếu của Thành phố Hồ Chí Minh. Với ý nghĩa đó, lãnh đạo thành phố rất tâm huyết, mong muốn làm sao có nhiều mảng xanh, đặc biệt là gìn giữ phát huy truyền thống văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thì toàn bộ tuyến đường Lê Lợi đã được hoàn tất thiết kế. Giai đoạn 1 sẽ khởi công thi công công viên trước Nhà hát thành phố. Công trình này dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 19 tháng 8, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày cách mạng tháng 8. Công viên trước Nhà hát thành phố sau khi khôi phục nâng cấp sẽ có những không gian mở để sử dụng đa năng. Không chỉ có không gian phục vụ nhu cầu của người dân mà còn tổ chức triển lãm văn hóa du lịch. Cùng với phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên trước Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo thành một tổ hợp kiến trúc cảnh quan đẹp, hiện đại tại khu vực trung tâm thành phố. Thưa quý vị, tinh thần đoàn kết, đồng bọc, giúp đỡ lẫn nhau là một trong những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp có từ đầu đời. Hiện nay với áp lực đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, liệu những giá trị này có còn tồn tại, đặc biệt là khi không gian sống càng biệt lập tại các nhà ở chung cư, làm thế nào để duy trì tinh thần tương thân tương ái? Mời quý vị cùng nghe những chia sẻ đến từ diễn giả văn hóa Hồ Nhật Quang, có lo bộ nghiên cứu và vinh danh văn hóa Nam Bộ. Tú Yên cảm ơn rất nhiều diễn giả văn hóa Hồ Nhật Quang cũng đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện hôm nay. Anh Quang thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với các thính giả chủ đề về tình làng nghĩa xóm trong đời sống đô thị hiện nay. Đầu tiên anh có thể chia sẻ cùng các thính giả nghe đài là những giá trị văn hóa truyền thống tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau bắt nguồn từ khi nào anh ạ? Xin cảm ơn em Tú Yên, bởi vì cái câu hỏi của em đưa ra rất là hay. Để mà chia sẻ về vấn đề này thì tôi xin khái quát chút xíu yếu tố lịch sử dân tộc Việt Nam ta.
Kính thưa quý vị, người Việt Nam ta đang sống trên lãnh thổ Việt Nam hiện nay đó là tập hợp các cộng đồng người Kinh, chiếm đa số là khoảng 82%, và 53 cộng đồng người mà thuộc sắc tộc thiểu số. Thì người Kinh không phải là một cộng đồng dân tộc thuần nhất về mặt nguồn gốc, mà là một tập hợp đã có hàng chục sắc tộc từng lai tạp đồng hóa với nhau trong quá khứ hàng ngàn năm. Thì tuy là khác dân tộc nhưng đều quan điểm là chung với một mái nhà Việt Nam, nên mỗi khi mà có một bộ phận người Kinh hay là đồng bào thiểu số bị hoạn nạn như thiên tai, bão lụt, hạn hán thì đều kêu gọi bầu ơi thương lấy bi cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Lập tức người ở trong nước đều cùng nhau quyên góp cưu mang đùm tọc cái tinh thần cộng cư, tinh thần lá lành đùm lá rách, và cái sự hội tụ của nhiều giá trị nhân dân khác đã tạo nên bản sắc Việt Nam trọng nhân nghĩa, trọng tình cảm. Và biểu hiện đó còn động lại trong thời đương đại của chúng ta, đó chính là tình làng nghĩa xóm. Cái tình cảm mà con người dễ dàng kết hữu với nhau, vui vẻ nhân nghĩa đã thể hiện trong một số câu ca dao có từ thời Khánh Quang. Ví dụ như là rồng trầu ngoài Huế ngựa tới Đồng Nai, nước sông trong chảy lộn nước sông ngoài, thương người ta xứ lạc loài tới đây. Tới đây thì ở lại đây, chừng nào bén rễ xanh cây rồi về. Thì ông bà ta xưa có câu nói, nhất cẩn lân, nhì cẩn thân, có nghĩa là tình làng nghĩa xóm đứng hàng đầu, sau đó là mới là tình thân ở trong nhà. Thì điều này muốn nói lên vai trò và ý nghĩa của tình làng nghĩa xóm rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta, nhất là những lúc tối lửa tắt đèn, tương trợ giúp đỡ, quan tâm chăm sóc nhau lúc khó khăn. Thì tóm lại, tình làng nghĩa xóm là phần nhớ nghĩa có lịch sử hàng ngàn năm song song với sự ra đời của xã hội loài người. Con người sống chung trong các công xã, bộ lạc hay là nhà nước nào, môi trường nào cũng cần có sự đoàn kết để tạo sự bền vững trong cuộc sống, tạo thành sức mạnh đối kháng thiên tai, nhân tai. Hàng xóm không cùng họ hàng, không cùng huyết thống, khác xuất xứ vùng miền, có thể là khác tôn giáo, có thể khác sắc tộc, khác trình độ văn hóa kinh tế, khác nghề nghiệp, thậm chí là khác ngôn ngữ, nhưng có chung ở chỗ là tình người rất cao đẹp, thưa quý vị.